Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ trên tay của mình đang cầm hai cái gọi là siêu yếm. Siêu yếm nha. Không những siêu hiếm mà nó còn siêu đẹp nữa. Chứ còn siêu hiếm là bình thường ha. Siêu hiếm là bình thường. Siêu hiếm là mà còn siêu đẹp nữa. Một cái bẩn đâm đỏ, 7-8 đỏ. Đây. Một cái bẩn cấp nữ hoàng màu đỏ. Nguyên zin cực đẹp, không nứt bể gì luôn. Cả hai cái nguyên zin đẹp, không nứt bể gì luôn. Đây. Mình phải dùng từ là nguyên zin đẹp, không nứt bể, chưa đánh bóng luôn. Đây cho các bạn coi lướt. Coi lướt thôi nha. Coi lướt chứ không phải là cầu thủy nha. Đây, đây là bẩn nữ hoàng có đề. Nữ hoàng có đề. Rồi. Riêng cái này là siêu đẹp luôn. Đó. Siêu đẹp. Dàn chân là siêu đẹp. Siêu đẹp. Alo. Dạ đúng rồi anh. Đó, phần mặt bên đây, đó, cái logo đen của quyền cầu đi. Nữ hoàng là cái gì cũng đen các bạn. Cầm, xi nhan, yên, ba ga, đen từ lưu quyền. Đấy, dòng đẹp, không tép, không nứt gì luôn nha. Cái bẩn nữ hoàng á, rất là khó kiếm nha các bạn. Bẩn nữ hoàng rất là khó kiếm. Mà kiếm được mà cái đẹp như vậy hả, chắc hết. Chắc hết. Nhiều khi mua gì để dành thôi là cũng giá trị rồi. Quá đẹp nha. Quá đẹp. Cái logo nó bị mất cái tim dài trước rồi, rồi thôi vàng không mà nó ngã vậy đó. Đó đây quá đẹp, quá đẹp luôn. Nó bị cắn các bạn, nó bị cắn nha, nó bị cắn thôi chứ nó không bị nứt nha, cắn thôi. Lên cây sao em, lên cây nha. Mình đảm bảo là người ta bán đồ trên mạng chưa có thằng nào bán đồ xe mà quay kỹ như mình nha. Nếu mà có là nó bắt trước mình đó các bạn. Những thằng ra sao mình hết đó, bắt trước bán đồ rồi quay rồi này nọ. Nhưng mà quay không có kỹ bằng mình đâu. Mình bán là quay rất là kỹ. Mình đã quay cho các bạn là các bạn không cần phải coi thêm, chỉ có quyết định mua hay không thôi. Chứ không phải là người ta là chụp lựa cái chỗ đẹp nhất là để chụp không. Rất đẹp nha. Đấy, mình đang có hai cái nó như là vàng vậy. Đấy, rồi một cái là cấp, nó gắn được cho xe 7-8 nè, đam nè. Đó. Còn cái này là gắn cho xe đèn vuông có đề. Đó. Đèn vuông có đề. Bây giờ là custom gắn ok. Đó. Còn đúng nó là bẩn nữ hoàng nha. Nó là bẩn nữ hoàng. Rồi. Như vậy là anh chị em nào có nhu cầu lấy cái sản phẩm quý giá này thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên màn hình. Phương thức mua hàng là những anh em nào ở tỉnh thì chuyển khoản, ở bên mình ship bưu điện chứ bên mình không ship code nha. Chuyển tiền trước, bên mình ship hàng sau, bỏ vô thùng xốp, gửi bằng bưu điện. Còn những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua tại shop của mình để
coi rồi lấy đó. À, và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi thêm video của mình đi. Tại vì mình thường xuyên up những cái sản phẩm độc lạ mà riêng dành cho xe cúp hàng ngày, thì các bạn sẽ lên các bạn coi. Các bạn coi không những là coi đồ riêng mà các bạn còn học hỏi được những kiến thức về xe. Ví dụ con ốc riêng là như thế nào, thế nào là con ốc riêng, thế nào là một cái chụp đèn riêng. Đấy, thì những phẩm mình post lên đều là sản phẩm riêng hết. Các bạn sẽ vừa đó các bạn sẽ biết là cái xe của bạn là riêng Zalo. Các bạn muốn biết xe của bạn riêng Zalo, các bạn hãy so sánh những cái clip mình post lên với sản phẩm trong xe của bạn, mà sẽ biết riêng Zalo. Đó, cái quan trọng nhất một người chơi xe là xe nào riêng. Vui đã nha. Rồi, giờ đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng xe cúp của mình hàng ngày nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn, trên tay của mình đang cầm cặp đèn xi nhan, cặp đèn xi nhan trước của xe đèn vuông 82-84 custom DD xài chung mọi loại xe. Thì cái cặp xi nhan trước thì nó có phân biệt bên trái với bên phải, còn xi nhan sau thì nó không có phân biệt trái phải nha. Đây là cái hàng nhập gia băng nha các bạn, đây là hàng nhập gia băng, hàng zin nhập mới, cho nên giá tương đối khá là cao, rất là chát nha. Đấy, chỉ dành cho những cái xe nào mà mắc tiền và cực đẹp thì mới gắn cái này. Còn nếu mà xe các bạn mà vừa thì chúng ta sẽ xài hàng tháo xe còn đẹp. Hàng tháo xe còn đẹp nó sẽ có 1-2 lấm chấm nha. Còn đối với hàng này thì xé trong bịch ra ha, xé trong bịch ra. Mình nghĩ là hàng này không cần phải coi nha, không cần phải nói gì thêm, rất là đẹp nha. Đó, đây là hàng gia băng nha các bạn, hàng nhập từ hãng Honda, nhập từ bên Nhật về nha. Đó, bên Nhật về chứ không phải là Thái hay là Indo hay là Trung Quốc hay là Việt Nam này nọ nha. Đây, rất là đẹp. Xi nhan nó có hai bộ trước với sau nha. Đấy, hiện tại bây giờ còn cặp trước, cặp sau thì các bạn phải đặt khoảng 20 ngày mới có hàng nha. Rồi, những anh em có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng riêng xe cúp cực đẹp có thể liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước sau, không ship code nha. Đó. Rồi, các bạn lưu ý nha, những ngày ở xa chuyển khoản bên mình ship bưu điện. Những anh em nào ở gần qua trực tiếp bên shop của mình để các bạn lấy nha các bạn. Đây, hàng nguyên zin cực đẹp. Rồi, mình chuyên bán linh kiện phụ tùng riêng xe cúp. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của Lý Sĩ Cấp Cơ Bình Minh. Xin cảm ơn các bạn.